Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimetine. Trong sư huynh à sư huynh, một số anh em chắc chắn vẫn chưa xem bộ này, nhưng ai ghé qua bình luận này cứ thử xem đi. Bộ này họ khá là nét với độ phân giải HD 1080, gá hay nội dung cốt truyện đều xinh như nhau. Trong sư huynh à sư huynh có một số nhân vật sẽ là người thân thiết với nhân vật Lý Trường Thọ. Vì vậy khi Lý Trường Thọ khác xa so với một số nhân vật phụ, họ chưa từng sở hữu một đám con gái bầu lấy mình. Lý Trường Thọ thì lại khác, gái già đang còn trẻ hay gái trẻ đang còn non thì anh ấy có cả một núi dự trữ. Ở lần bình luận này anh em cùng mình bình luận top 2 cô gái mới xuất hiện tại sư huynh à sư huynh. Thứ nhất, Tiểu Cửu. Mặc dù Tiểu Cửu hay ăn mặc hở hang khiến các chị em không thích, các chị em hay chê, nhưng đám con trai tụi tôi lại rất thích, bởi các chị em không được như Tiểu Cửu. Tiểu Cửu từng là học sinh giỏi của Phá Tiên Phong, cô là đệ tử thứ 9 của Vong Tình Thượng Nhân. Tính cách của cô khác xa so với một số chị em phụ nữ, ngày nào cô cũng phải nhậu uống vài ly nồng độ cồn rượu trong ngày thì cô mới có thể cảm thấy hưng phấn. Mặc dù là một người nghiện rượu, nhưng Tiểu Cửu là một người nghiện có lương tâm. Cô rất hay trợ giúp Lý Trường Thọ, và bởi vì nghiện rượu quá nặng nên cô mới gọi là Tiểu Cửu. Tiểu có nghĩa là rượu, còn Cửu có nghĩa là số 9. Lần đầu xuất hiện, Tiểu Cửu nhìn rất xinh và ngon bên ngoài, còn bên trong có xuống cấp thì không rõ, vì cô nhìn bên ngoài khoảng 18 đến 25 tuổi. Nhưng Tiểu Cửu chắc đi spa nhiều nên trẻ, chứ số tuổi của cô đã lên tới 800 đến 1.000 năm tuổi. Nhưng khoảng hơn 300 tuổi Tiểu Cửu đã độ thành tiên. Tính đến nay cô làm tiên nhân được khoảng hơn 600 năm. Kể về quá khứ của Tiểu Cửu bắt đầu tu đạo, cô chính là một thiên tài trong nghề bọc bánh ăn trực cũng như tu luyện. Cứ hê nơi nào có quán nhậu thì cô đều biết tên. Đặc biệt là chủ quán còn thấy Tiểu Cửu là khách thân thuộc, đám cưới hay đám giỗ cũng mời cô tham dự. Trải qua một thời gian tu luyện, Tiểu Cửu có sức mạnh kinh khủng khiếp, cô chính là một người mạnh nhất trong khu vực mình cai quản. Xét về dòng họ gia phả, Tiểu Cửu là sư thúc của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ từng bị Tiểu Cửu quản hơi gắt, nên hắn hay nói xấu Tiểu Cửu. Ngoài ra, Lý Trường Thọ phát hiện Tiểu Cửu là người nghiện, hắn hay dụ dỗ Tiểu Cửu bằng rượu ngon, đã giúp hắn xây dựng một trận pháp ở Tiểu Quỳnh Phong. Do đó, Tiểu Cửu đã bị tứ sư tỷ và ngũ sư huynh chuyên gia thao túng tâm lý con người, khiến Tiểu Cửu nghĩ rằng mình thích Lý Trường Thọ. Sau này Tiểu Cửu gia nhập Lâm Thiên Các trở thành thánh nữ. Cuối phim, Tiểu Cửu ở trong Tiểu Quỳnh Phong sống chung với Lý Trường Thọ, còn về họ có làm gì nhau tập thể dục buổi tối thì không rõ. Thứ hai là Hữu Công Huyền Nhã. Hữu Công Huyền Nhã là một cô gái sinh hết phần thiên hạ, cô chính là lục công chúa nhà không có gì ngoài tiền, nên cả Tiểu Cửu cũng từng khen da của Hữu Công Huyền Nhã rất trắng và mịn. Không biết Hữu Công Huyền Nhã dùng loại mỹ phẩm ở chỗ nào, hai mặt toàn phấn bụi mù. Hữu Công Huyền Nhã từng gia nhập học sinh của Phá Tiên Phong. Sau khi trải qua trận đại chiến ở Bắc Cô Lâu Châu, bị Nguyên Thanh lùa mang theo tay sai muốn giết cô. May mà Hữu Công Huyền Nhã đã chết hụt vài lần, do được Lý Trường Thọ vô tình cứu giúp. Không thì Hữu Công Huyền Nhã đang ngỏm đắp mộ luôn tại Bắc Cô Lâu Châu. Từ đó cô bắt đầu đi theo con đường sa đọa của mình, là rất thích hành động của Lý Trường Thọ, chứ không như mấy anh hay mõm nhiều. Sau này Lý Trường Thọ và Hữu Công Huyền Nhã có hợp tác với nhau vài lần, nhưng vì Hữu Công Huyền Nhã nhìn bên ngoài sinh tỷ lệ với thông minh, cô vài lần đã phá vỡ kế hoạch của Lý Trường Thọ, nên đã bị Lý Trường Thọ đặt biệt danh là có độc sư muội. Vì vậy Hữu Công Huyền Nhã về sau được gọi là Hữu Độc. Tuy nhiên Hữu Công Huyền Nhã bởi vì có tình cảm với Lý Trường Thọ, do đó mà biệt danh có độc cô đành chấp nhận. Về sau Lý Trường Thọ độ kim tiên kiếp, mỗi lần có tâm mà hình ảnh của Hữu Công Huyền Nhã lại xuất hiện trong đầu Lý Trường Thọ. Thời gian sau, cầm quốc của Hữu Công Huyền Nhã đã bị phá sản đánh nát nhà biến mất khỏi bản đồ. Hữu Công Huyền Nhã nghe lời Lý Trường Thọ gia nhập Juventus kế hoạch siêu cấp thiên binh, trở thành thiên đình nữ chiến thần chuyên người phát ngôn. Lúc này Hữu Công Huyền Nhã đạt đến trình độ kim tiên, đồng thời là thương triều tiên tổ. Cảm ơn anh em đã xem hết video.